Những ngày qua, chức vô địch U23 Đông Nam Á làm nức lòng người hâm mộ bóng đá cả nước. Trong đó, Dũng Quang Nho, người con của xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, là đội trưởng trên hành trình đến ngôi vô địch. Sau hành trình đầy vinh quang cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á, Dũng Quang Nho đã có những ngày tại quê nhà đầy cảm xúc. Sau chiến thắng đầy vinh quang, đội tuyển U23 Việt Nam trở về nước và lễ mừng công. Cảm ơn rất nhiều vì từ khi tụi em cũng... Ngay khi trở về quê nhà ở xã Phan Hòa, việc đầu tiên mà Dũng Quang Nho thực hiện tưởng nhớ bà ngoại. Trước đó, khi đang tập luyện và thi đấu trên đất nước Campuchia, Quang Nho nhận tin bà ngoại đột ngột qua đời. Nén nỗi đau, đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam đã nỗ lực hết mình, tập trung thi đấu và sát cánh cùng đồng đội trong suốt hành trình đến ngôi vô địch. Mang trên vai cái lá cờ của mình nữa đó, nhưng mà mình đã làm một đội trưởng nữa là mình phải đôn đốc anh em mình bỏ qua hết, gạt qua hết cái những buồn phiền đi. Đã lâu lắm rồi đồng bào Chăm Phan Hòa mới có ngày vui và sống trong không khí rộn ràng háo hức như thế này. Ngóng chờ, hồi hộp, theo dõi từng trận đấu và vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển U23 Việt Nam lên ngôi vô địch cùng chiếc cúp danh giá trên tay đội trưởng Dũng Quang Nho. Đối với đồng bào Chăm nơi đây, thành tích vừa qua của đội bóng, trong đó có sự đóng góp của Quang Nho là niềm vinh dự và tự hào cho quê hương. Gia đình rất là vui mừng và cổ vũ cho con. Không riêng gì gia đình mà cả khán giả cả nước đều ủng hộ cho Dũng Quang Nho. Bà con tập trung xem là mừng lắm, là cổ vũ cố lên, cố lên. Không thỏa mãn với ngôi vô địch đạt được ở lứa tuổi U23 của Đông Nam Á, Dũng Quang Nho sẽ tiếp tục quá trình rèn luyện và thi đấu tại câu lạc bộ Hải Phòng. Sự tin yêu và cổ vũ hết mình của người hâm mộ, đặc biệt là những người dân tại quê nhà Phan Hòa, là động lực để Quang Nho tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trên con đường sự nghiệp, mà quan trọng nhất trong năm nay là đấu trường SEA Games. Đó là cũng là một bước đệm dành cho em, được mọi người biết tới, được mọi người yêu thích. Nói chung em về thì mọi người ở đây quay quanh nhau, em cũng thấy rất là tự hào về mình. Và em không lấy ló để làm mình sao nhãng đi, và từng bước mình đi lên. Bóng đá thành tích cao có quá trình chọn lọc hết sức khắc khe, đòi hỏi mỗi cầu thủ phải không ngừng nỗ lực và rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật cũng như thể lực. Thành công bước đầu của Dũng Quang Nho chính là niềm cảm hứng cho những em nhỏ theo đuổi niềm đam mê cùng quả bóng tròn, để bóng đá Bình Thuận có thêm nhiều tài năng như Quang Nho trong tương lai.